Hôm nay sẽ là mùa video nói về buổi trưa, ăn trưa của nhóm nuôi nha mọi người. Và đây không biết là ai nữa. Đây chính là chú thị Nu đang ngủ. Mệt lắm cho nên ngủ này. Cũng không nghĩ là con máy cô này sẽ quay chộp Nu luôn. Là ngủ ngon mà bị nó phá. Lúc này thì nó đang gọi Nu dậy nhưng mà rồi ôi lên cái miệng. Đúng là con máy cô nó cứ quay chộp Nu ngủ nhiều lần rồi mọi người ạ. Không thể tha thứ được. Phá Nu hoài luôn nhá. Mọi người nhớ theo dõi hết video nhé mọi người. Đã dậy rồi nè. Mệt lắm luôn nhé. Khoai cả buổi sáng. Đi ca. Có đủ nhóm luôn nha. Bây giờ mình đang ăn kem mọi người ơi. Và tụi mình đang chuẩn bị ăn trưa mọi người ạ. Con ca này. Con Ly đây nha mọi người. Đang nhìn điện thoại mà còn khoe nữa cơ. Chào mọi người nha, mình là Nu này. Do quay mất tiếng cho nên là Nu không thể nói gì. Nu nói thì cũng không nhận thấy mọi người. Cho nên mọi người cũng thông cảm hộ Nu nha. Đây là máy cua mọi người ơi. Rất là ngại luôn ý. Tắc tạch thật sự. Gái xinh mà cứ che không cho người ta nhìn cơ. Bạn đặt che mặt cơ đấy. Còn ngoài cạnh Nu cơ đấy. Tụi mình này. Không hiểu con máy cua sao lại ngại đến thế luôn. Cứ chê chê mới dám nhìn cái này. Chán thật sự luôn. Quay đường mà lại mất tiếng. Cho nên tụi mình nói gì thì cô chẳng nhiên thấy. Chị biết là bây giờ đang đợi nước để ăn mì mà. Ăn xong thì chiều lại đi quay tiếp. Đây và đây, bây giờ chúng mình đã đợi đến nước sôi và đã ăn mì mọi người. Đây là em trai của con ca này, ăn chung với tụi này luôn. Đây là bát mì của Nu. Ngoài mì tôm ra thì còn có kẹo các thứ. Cũng có ớt nha mọi người. Đang làm ớt để cho vào. Cũng không có chuẩn bị gì đâu, cũng không nghĩ là sẽ ăn mì. Tưởng quay xong là đi về nhà nhưng mà đợi về cho nên hai đứa kia bọn thôi ở lại ăn mì. Thế là không về luôn. Bạn đã ăn mì xong ngủ xíu rồi đi quay. Nu sẽ đặt điện thoại ở đây. Ăn mì cho mọi người xem nhé. Tính Nu là hay thích quay á mọi người. Còn ba đứa còn lại thì chúng nó không quay gì đâu. Mới mình Nu là cứ hay quay bừa như này thôi. Rồi ơi, cái túi nó che luôn đấy, Nu còn không nhìn thấy. Nu không để ý luôn. Bây giờ mới phát hiện ra này. Và Nu mời mọi người ăn mì tôm của Nu nha. Rất là nghèo, không có tiền mà ăn thịt các kiểu, toàn ăn mì thôi. Mặt thì đầy mụn rồi cứ ăn hoài ăn hoài. Tuy
chị là ăn mì thôi nhưng mà đông người ăn với là ăn cùng với nhỏ con luôn thì thấy rất là ngon. Đơn sơ giản dị nhưng mà vui là được. Quay sang chỗ mấy cô xíu nhưng mà nó rồi ơi, nó không đồng ý, nó còn nói nuôi mọi người, nó còn không cho nuôi quay. Áp thật sự, làm rồi điện thoại bọn nuôi luôn đi, còn lấy túi để che đi cơ chứ, mấy cái mặt cũng không cho nhìn. Và đây, nó đã chỉ lại càng, ăn cho mọi người xem cho nó ngon hơn. Mọi người ơi, nghèo lắm luôn á. Mà mọi người nếu như mà ai muốn diễn phim hay là muốn đi chơi cùng tụi này trong bạn nuôi thì có thể alo cho nuôi nha mọi người. Chỗ nuôi thì có cả phòng nghệ các kiểu ngành nhà nghệ rồi. Mọi người cứ yên tâm mà lên đây chỉ cần có tiền thôi à. Mời mọi người ăn cùng nuôi nha, thấy cũng hơi ngon ấy. Có cả rau, rau cải này, ớt. Và quên nó cho mọi người biết, Nu với nhóm Nu đang ở nhà con Can này. Con Ly nó cứ gắt kẹo đi mà ăn ấy. Đó, đây là tay của nó nha mọi người. Và mất 30 phút luôn nha mọi người. Mất 30 phút để ăn mì, bây giờ đã ăn xong. Và định đi rửa bát nhưng mà không biết Nu đang đi đâu nhé. Và đã ăn mì xong, Nu lúc với kiện là sẽ được ngủ nhưng mà con mấy cô bảo là không được ngủ, quay nhanh rồi còn đi về. Con Ca nó cũng phải giặt quần áo, không được ngủ chưa, phải đi quay liền đó mọi người. Rất là mệt nhưng mà cũng đành thôi. Đây là bóng Linh của mọi người rất là quen thuộc, Cứ Thị Ca. Đây là của cái dáng đi đúng thật là ôi trời ôi luôn. Mấy cô nha mọi người, cái đứa ngại nhất không cho mình quay luôn ấy, muốn có một cái video thì mình cũng phải chụp cơ. Đây là người dịu dàng nhất hôm nay nha, Cứ Thị Ly. Nó bảo là nó nhờ Nu quay hộ á, nhưng mà Nu là quay quận Nu. Không hiểu luôn ấy, nó là đàn ông một đứa bé cơ đấy mọi người ạ. Nu sẽ đưa mọi người đi xem. Quá là cute luôn nha mọi người. Ôi giời ơi luôn, cute thế này thì nói gì, giống y hệt con Ca luôn. Rồi sao cute xịu thế này cơ đấy. Diễn thì không đi diễn, còn ở đây ôm con, ngồi chỗ này ngồi chơi xíu. Đang lười không biết đi quay đi đâu. Vâng, mà bọn mình cũng bắt đầu quay rồi nha mọi người. Nu có cả video hậu trường nha mọi người. Mọi người có thể theo dõi Nu đi xem video hậu trường của nhóm mình nha. Và Nu xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ đăng ký để xem thêm nhiều video hơn nha.